Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Chủ nhật ngày 9 tháng 8 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hơn 12.800 thí sinh của Hưng Yên bước vào ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên. Các hoạt động nhân ngày truyền thống Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Thị xã Mỹ Hào khẩn trương rà soát cách ly F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 785. Làm gì để đẩy mạnh tiêu thụ nhãn hiệu quả để hạn chế tình trạng được mùa mất giá? 3 vụ tai nạn giao thông trong chiều ngày 8 tháng 8 khiến 6 người thương vong. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cùng với cả nước, các sĩ tử Hưng Yên bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020, một kỳ thi đặc biệt với cả giáo viên, thí sinh và các bậc phụ huynh. Lần đầu tiên kỳ thi diễn ra vào tháng 8 nóng nực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì hơn 12.800 thí sinh của tỉnh Hưng Yên bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngay từ sáng sớm thì rất nhiều các bậc phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại cổng trường để chờ đến thời gian làm thủ tục thi. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, công tác đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và thí sinh được đặt lên hàng đầu. Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt ngay từ cổng trường. Ngày thi đầu tiên, Hưng Yên không có trường hợp thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi nằm trong diện cách ly y tế. Sau khi kiểm tra nhiệt độ từ cổng trường, thí sinh tiếp tục được giám thị đo thân nhiệt lần thứ hai, yêu cầu rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi. Các bậc phụ huynh học sinh được yêu cầu giải tán, không tập trung đông người tại khu vực điểm thi. Trước khi đến đây thì tôi cũng rất là lo. Khi đến đây thì tôi đã thấy sự chuẩn bị của nhà trường kiểm tra các cháu rất là chặt chẽ. Chúng tôi cũng rất là yên tâm và hài lòng. Tôi cảm thấy rất yên tâm về công tác phòng dịch của nhà trường cũng như là của tất cả các ban ngành để tổ chức cho các cháu một kỳ thi an toàn. Trong buổi thi sáng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 cấp quốc gia, cùng đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Hưng Yên làm trưởng đoàn, đã tới kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi trung học phổ thông Minh Châu và trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hưng Yên, đồng thời yêu cầu các cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra hiện tượng gian lận trong thi cử. Buổi sáng, thí sinh dự thi môn ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian 120 phút, buổi chiều dự thi môn toán với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút. Đề thi môn ngữ văn năm nay đề cập thông điệp trân trọng cuộc sống mỗi ngày và bài thơ đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm. Đề thi môn toán được đánh giá bám sát bộ đề thi minh họa và chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 50 câu trắc nghiệm. Em cảm thấy đề thi văn năm nay thì hơi dài, tuy nhiên thì phù hợp với kiến thức mà bọn em đã được học trong đợt Covid vừa rồi. Em cảm thấy rằng em làm bài khá là tốt và em đã sẵn sàng cho buổi thi trường. Độ phân hóa đề năm nay thì nó không quá khó so với các năm ngoái. Với học sinh trung bình khá thì sẽ được khoảng từ 7 đến 8. Có học sinh khá đến giỏi thì sẽ được từ trên 8 ạ. Bài nào của em thì em làm chắc được 8,4. Em thấy đề cũng bình thường, không khó hơn là đề minh họa. Em làm cũng được tầm 80-90%. Kết thúc ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh có 37 thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn văn, môn toán có 45 thí sinh vắng, không ghi nhận trường hợp giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi. Ngày mai, buổi sáng, các thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội đã đăng ký, buổi chiều thí sinh dự thi môn ngoại ngữ. Thông tin về kỳ thi, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin tiếp theo. Nhân kỷ niệm 59 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2020, vừa qua đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam tại thị xã Mỹ Hào. Đoàn đến thăm tặng quà cho 5 nạn nhân chất độc da cam ở các phường Nhân Hòa, Dị Sử, Bần Yên Nhân và các xã Hưng Long, Xuân Dục, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phạm Thị Tuyến đã ân cần thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam.
đồng thời mong muốn chính quyền địa phương, các cấp các ngành cùng cộng đồng xã hội thường xuyên quan tâm chăm lo trợ giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam để họ vơi bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Hội chữ thập đỏ huyện Phù Cử đã tổ chức thăm và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam huyện Phù Cử. Theo đó, có 4 đối tượng nạn nhân chất độc da cam có sức khỏe yếu, đi lại khó khăn đã được tặng xe lăn, gồm các ông Nguyễn Đình Triều ở thôn Phan Xá, xã Tống Phan, Nguyễn Đức Soạn ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, Phạm Xuân Thềm ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng và Nguyễn Hữu Thẩm, thôn Hoàng Chanh, xã Minh Hoàng. Có 20 đối tượng được nhận quà với giá trị mỗi suất quà từ 500 đến 700 nghìn đồng một suất. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh đi thăm tặng quà các gia đình và nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn 4 huyện là Văn Lâm, Ân Thi, Phù Cử và Khoái Châu. Tại các địa phương, đoàn đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân, trao 35 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng, trích từ nguồn quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh. Đây là chuỗi những hoạt động nhằm tri ân các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh trong dịp này. Nhằm động viên và xoa dịu nỗi đau chất độc màu da cam, thời gian qua huyện Yên Mỹ đã tập trung, rà soát cũng như chỉ đạo tới các địa phương thực hiện tốt công tác triển khai xây dựng và sửa chữa nhà ở cho những nạn nhân chất độc da cam. Qua đó đã giúp cho nhiều gia đình có những ngôi nhà khang trang và sạch đẹp. Ông Chu Đức Triệu, thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than là đối tượng bị nhiễm chất độc màu da cam thời kháng chiến chống Mỹ. Trước kia gia đình ông sống trong căn nhà cấp 4 được xây dựng từ những năm 1950. Nhận thấy dấu hiệu ngôi nhà xuống cấp và gia đình còn tương đối khó khăn, năm 2019, sau khi huyện khảo sát thực tế, ông đã được hỗ trợ với số tiền là 30 triệu đồng xây mới ngôi nhà. Đến nay gia đình ông không còn phải thấp thỏm lo âu mỗi khi có mưa bão về. Được sự quan tâm của chính quyền cơ sở là khảo sát hoàn cảnh và tạo cái điều kiện là những người đã tham gia chống Mỹ và bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ làm cái căn nhà. Tôi rất là cảm ơn. Ngoài ông Chu Đức Triệu, ông Nguyễn Đại Đồng ở thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, cuối năm 2019 cũng được huyện quan tâm rà soát và được hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà. Được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ hỗ trợ cho tôi 15 triệu để sửa lại cái mái nhà, rồi dốc tường làm nền, thay một số cửa và đổ lại một số bê tông sa ngang. Thì hiện nay là ngôi nhà của tôi là như thế là rất chắc chắn. Từ năm 2015 đến nay, huyện Yên Mỹ đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho gần 50 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, nhiều nhất tại xã Tân Việt, Yên Phú, Ngọc Long, thị trấn Yên Mỹ, với số tiền hơn 2 tỷ đồng từ ngân sách của huyện và từ nguồn xã hội hóa. Qua đó góp phần tích cực cho công tác an sinh xã hội, đồng thời giúp các gia đình kém may mắn được sống trong những ngôi nhà khang trang, kiên cố, yên tâm phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được thông báo khẩn từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế, Ban chỉ đạo thị xã Mỹ Hào đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khẩn trương rà soát, cách ly những trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 785. Đến ngày 9 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Mỹ Hào đã khẩn trương thực hiện như lập danh sách cán bộ, nhân viên công ty, thông báo toàn tỉnh để rà soát khoanh vùng cách ly công ty thực phẩm Nippon Ham tại khu công nghiệp Thăng Long 2, nơi bệnh nhân số 785 làm việc, tổ chức phun khử trùng tại công ty và tại gia đình người tiếp xúc gần, thực hiện dừng hoạt động công ty Nippon Ham. Tại thị xã Mỹ Hào đã lập danh sách được 89 người là cán bộ nhân viên của công ty có hộ khẩu tại 8 tỉnh, thành phố gồm Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An. Riêng tại Hưng Yên có 71 người, tại 6 địa phương là Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ, Ân Thi, Khoái Châu, Văn Giang và 23 xã phường thị trấn. Rà soát được 10 F1, 32 F2, toàn bộ F1 đều đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện tại cách ly 10 trường hợp F2 tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào. Tiếp tục khẩn trương rà soát F2 và F3. Liên tục phát loa khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi,
người có các bệnh lý nền và các trường hợp có nguy cơ cao khác, hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác. Khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã, phường, bác sĩ gia đình. Trước sự phức tạp của dịch COVID-19 lần 2, khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng chống dịch. Tại sảnh vào của tất cả các tòa nhà, các cư dân đều phải qua buồng khử khuẩn bằng nhiệt độ và khử trùng tay bằng dung dịch diệt khuẩn. Đây là một trong những biện pháp quan trọng được ban quản lý trang bị để phòng tránh dịch bệnh do virus corona gây ra. Ngoài ra, tại các điểm sinh hoạt chung, các nhà chờ xe buýt hay tại các địa điểm dễ quan sát còn được treo tranh minh họa và các biểu ngữ về sự nguy hiểm của dịch COVID, các dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh cần thiết. Cư dân cần phải có một cái cách sống như thế nào để tự giữ mình. Chúng tôi nhận được các thông báo về các biện pháp phòng chống dịch dán tại tòa nhà. Chúng tôi được nghe loa phát tại sảnh lễ tân về các biện pháp phòng chống dịch và các trường hợp đi du lịch về từ Đà Nẵng đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyên truyền các biện pháp tự bảo vệ cho bản thân, cho những người đi cùng và cách ly tại nhà, cũng như có các biện pháp cách ly tập trung trong trường hợp có những biểu hiện ho, sốt. Khu đô thị đã khởi động lại ban chỉ đạo phòng chống dịch với hàng loạt các biện pháp tuyên truyền đã được triển khai như đo thân nhiệt từ xa, tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh lau rửa thường xuyên hệ thống cửa, tay nắm cửa tại hệ thống thang máy và các khu đông người qua lại. Chúng tôi cũng đồng thời triển khai các biện pháp. Một là yêu cầu toàn bộ cán bộ công nhân viên, công nhân của nhà thầu bắt buộc phải đeo khẩu trang toàn thời gian khi ra khỏi nhà, trên xe bus, thang máy và trong suốt quá trình làm việc. Tuyên truyền toàn dân cùng cài phần mềm Bluezone để chủ động nắm bắt thông tin phòng ngừa, kiểm tra thân nhiệt người ra vào các cửa ngõ đô thị, các cổng, cửa sảnh chung cư. Đối với hơn 300 trường hợp đi du lịch từ Đà Nẵng trở về, được tuyên truyền có những biện pháp hướng dẫn cụ thể về việc khai báo y tế, tự cách ly hoặc cách ly tập trung nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân họ và cộng đồng cư dân của khu đô thị. Đô thị Eco Park trên địa bàn huyện Văn Giang là nơi tập trung đông dân cư làm việc trong thành phố Hà Nội. Ngoài ra còn có người nước ngoài thường xuyên lưu trú nên nguy cơ lây nhiễm bệnh là khá cao. Vì thế, việc chủ động thực hiện chặt chẽ, quyết liệt các biện pháp là hết sức cần thiết. Thực hiện công văn số 1882 và công văn số 1883 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin giới thiệu về tác dụng của Bluezone và cách cài đặt ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm COVID-19 qua clip sau đây. Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp. Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2 mét. Mỗi một smartphone sau khi cài đặt Bluezone sẽ được gọi là Bluezone. Các Bluezone kết nối với nhau thì tạo thành cộng đồng Bluezone nhằm theo dõi và truy vết các tiếp xúc gần với nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do cơ quan thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích so sánh. Nếu có kết quả trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 tiếp xúc gần với F1. Bluezone có 5 đặc trưng quan trọng: bảo mật về dữ liệu, không thu thập dữ liệu về vị trí của người dùng, ẩn danh, minh bạch, không tốn pin. Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE, do đó có thể bật Bluetooth cả ngày, cũng chỉ sử dụng trên dưới 10% pin. Bước 1, trên điện thoại, vào CH Play trên điện thoại hệ điều hành Android hoặc vào App Store trên điện thoại hệ điều hành iOS. Bước 2, gõ từ Bluezone trong mục tìm kiếm. Bước 3, chọn ứng dụng Bluezone, khẩu trang điện tử, cục tin học hóa, bộ thông tin và truyền thông rồi cài đặt. Bước 4, mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết. Lưu ý, nên bật Bluetooth 24/24 giờ để có thể phát hiện kịp thời chính xác các ca nhiễm COVID-19. Khi người dùng ứng dụng chẳng may đi đến các vùng đang có dịch. Do ứng dụng sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp, nên người dùng không cần lo lắng về việc tốn nhiều pin trên điện thoại. Bước 5, tiếp theo chọn mục quét xung quanh. Bước 6, sau vài giây, nếu người dùng dùng ứng dụng Bluezone đã tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm F0 hoặc các ca F1, F2 mà có dùng ứng dụng Bluezone, thì hệ thống sẽ thông báo với người dùng biết được và có biện pháp cách ly phòng ngừa lây lan ra cộng đồng.
Lưu ý, con số trong ô màu xanh khi quét xung quanh chỉ là những người dùng có cài ứng dụng Bluezone ở quanh đó, không phải là các ca nhiễm hay nghi nhiễm. Số người ở gần được tính khi hai người dùng Bluezone ở cạnh nhau trong phạm vi dưới 2 mét. Quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh, vụ nhãn năm nay năng suất và chất lượng đều tăng, song do sản lượng nhãn quá lớn luôn là sự trăn trở của người trồng nhãn và ngành chức năng của tỉnh trong việc tiêu thụ loại nông sản đặc biệt này, nhất là trong điều kiện chưa có công nghệ bảo quản, còn quy trình chế biến chỉ ở dạng thủ công. Vựa nhãn xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu đang là thời điểm chính vụ. Ông Sức là một trong gần 100 gia đình ở đây có diện tích nhãn từ 1 đến 2 hecta đang cho thu hoạch. Đa số các gia đình đều trồng theo quy trình Việt Gáp nên sản lượng cao, chất lượng quả ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Một hectare nhãn có thể thu gần 20 tấn quả. Chính vì vậy mà nỗi lo về được mùa, giá thường không cao luôn thường trực với những hộ trồng nhãn. Cũng mong muốn làm sao tất cả cơ quan báo chí hoặc là tất cả các sở ban ngành có thể giúp đỡ cho anh em tôi sản xuất được đi các nước thì để tiêu thụ được sản phẩm cho nông dân. Chỉ hiện nay là nông dân đang bị ách tắc về cái việc là xuất quả nhãn tươi để đi. Về tiêu thụ hàng hóa năm nay thì nó có nhiều phức tạp. Mà thứ nhất là hàng hóa trong nước, chủ yếu là trong nước. Còn nội địa xuất khẩu sang thì hạn chế vì nó là dịch bệnh. Về tiêu thụ hàng hóa thì thực tế là đến các siêu thị, thương lái bây giờ người ta cũng không về mua. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ nhãn, nhất là việc làm long nhãn cũng bị tác động bởi chưa thể xuất khẩu ngay được như mọi năm. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và tiêu thụ nông sản, lễ hội nhãn lồng. Đây là một trong những giải pháp giúp nhà vườn, hộ trồng nhãn có dịp gặp gỡ trao đổi với các đơn vị thu mua, các siêu thị, nhà phân phối để ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, quan trọng hơn là các đơn vị này đưa ra những lời khuyên để người thâm canh nhãn có được các kinh nghiệm trong chăm sóc, đăng ký nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm để tiêu thụ thuận lợi hơn. Bởi các doanh nghiệp này đã có kinh nghiệm lâu năm trong tiêu thụ nông sản như vải, na, nhãn ở các tỉnh thành phố khác, trong đó đặc biệt chú ý tới quy trình sản xuất sạch và sản phẩm được truy xuất nguồn gốc. Các nhà vườn đã rất là chú trọng đến cái tiêu chuẩn chất lượng và biết cách quảng bá cho tiêu chuẩn chất lượng của mình. Đây sẽ là một cái QR code để xác thực nguồn gốc xuất xứ. Thế và trên các cái chụp nhãn thì cũng có. Qua cái việc này thì cũng thấy được rằng là các nhà vườn cũng rất là ý thức và thấy được rằng cái vai trò cũng như là cái trách nhiệm của mình trong cái việc cung ứng sản phẩm ra thị trường và giúp đỡ cho người tiêu dùng có thể nắm bắt được cũng như là đánh giá được cái chất lượng sản phẩm nhanh hơn và sẽ sử dụng được các cái sản phẩm chất lượng đúng với cái giá cả mà mình bỏ ra. Với sản lượng nhãn năm nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước tính hơn 45.000 tấn, hiện nay đang vào chính vụ, việc tiêu thụ cơ bản vẫn thuận lợi, nhất là các giống nhãn ngon như Hương Chi, Đường Phèn, Nhãn Cùi. Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn cũng có cách làm sáng tạo để tiêu thụ nhãn trong điều kiện được mùa và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong chương trình Thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 8 tháng 8, trên địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 6 người thương vong. Trong đó có một người tử nạn tại chỗ, 5 người còn lại bị thương phải nhập viện. Khoảng 20 giờ tại nút giao đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - cầu Rẽ Ninh Bình và đường trục Đại học Thủy Lợi thuộc địa bàn xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô và ô tô. Theo đó, xe mô tô biển kiểm soát 37L1-42435 do chị Lê Thị Mai, 20 tuổi, trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, chở sau là chị Nguyễn Thị Hồng, 19 tuổi, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đi hướng từ Đại học Thủy Lợi vào trung tâm thành phố Hưng Yên, đã va vào xe ô tô biển kiểm soát 89C-06066 do anh Nguyễn Văn Trung, 28 tuổi, trú tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang điều khiển. Hậu quả, chị Mai tử vong tại chỗ,
chị Hồng bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện. Trước đó khoảng 13 giờ 15 phút cũng tại nút giao này đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô biển kiểm soát 29H32959 do anh Nguyễn Viết Hạnh, 31 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển, va vào xe ô tô biển kiểm soát 89A18310 do chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương, trú tại thành phố Hưng Yên điều khiển. Hậu quả hai xe hư hỏng nặng, chị Hương và anh Hạnh bị thương. Khoảng 18 giờ 45 phút trên quốc lộ 38B thuộc địa bàn thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã xảy ra va chạm giữa hai xe mô tô đi cùng chiều. Xe mô tô biển kiểm soát 89B165619 đã va vào xe biển kiểm soát 89B191400 ở vị trí trước cổng công ty cổ phần Tiên Hưng, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Hậu quả một người bị thương nặng. Thưa quý vị và các bạn, được biết nút giao đường đối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng cầu Rẽ Ninh Bình và đường trục Đại học Thủy Lợi đi vào khai thác mới được một năm, nhưng tại đây đã xảy ra 4 vụ tai nạn làm 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do mật độ phương tiện qua nút cao, nhưng tại đây chưa hoàn thiện hạ tầng giao thông, thiếu đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng về ban đêm, sơn vạch kẻ đường và cờ giảm tốc khi vào nút.